Cổ điện này có tên gọi là đèn led pha màu phòng khách gia đình sang trọng. Mình sẽ quay xa hơn để mọi người thấy rõ được hết cái độ phủ rộng của đèn. Thì mẫu đèn này, cái độ phủ rộng màu của nó thì sử dụng tối cho không gian từ 15 cho đến 30 mét vuông. Nó có chế độ cảm ứng theo nhạc và chạy auto tự động. Nó rất là nhiều kiểu đổi màu khác nhau, phù hợp để mọi người mua trang trí cho phòng khách sang trọng hoặc là trang trí cho những cái sảnh nhà hàng, khách sạn, tiệc cưới năm sao. Mẫu đèn này thì có thể sử dụng tốt từ 15 cho đến 30 mét vuông. Nó có thể pha màu xa hơn 15 mét. Mình đang quay và giới thiệu đèn thực tế tại showroom của công ty BAH bên mình. Dòng loa mình đang mở nhạc là dòng loa Boeing L1R08. Cảm ơn mọi người đã xem video ngày hôm nay. Hẹn gặp mọi người ở những video lần sau.